Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài học từ vựng tiếng Pháp và trong bài này chúng ta sẽ học những chữ cùng gia đình với chữ large. Mot de la même famille que large. Chúng ta biết large là một tính từ có nghĩa là rộng và đây là một trong số ít những tính từ được phép đứng trước danh từ une large avenue, một đại lộ rộng. Vậy chúng ta thấy tính từ large đứng trước danh từ avenue. Une large majorité, majorité là đa số. Và một đa số có tỷ lệ rất là lớn. Tính từ large đứng trước danh từ majorité. Avoir de large épaules. Có đôi vai rộng. Chúng ta cũng thấy tính từ large đứng trước danh từ. Và đôi khi nó lại đứng sau. Chẳng hạn như là đây là một từ được dùng với nghĩa rộng. Nghĩa là sens. Un terme employé dans son sens large. Một nghĩa rộng. Le canal est large de 100 mètres. Khi chúng ta dùng tính từ large đi với một con số thì chúng ta phải có dưới từ de ở giữa. Le canal est large de 100 mètres. Rộng tới 100 mètres. Vậy chúng ta phải chèn dưới từ de vào giữa tính từ large và cái con số. Như vậy tính từ large có thể đứng trước. Theo cái cách dùng của nó được phép đứng trước danh từ nhưng mà đôi khi nó có thể là đứng sau. Như trong trường hợp này nó đứng sau. Và nó cần có giấy từ the khi đi với một con số. Từ tính từ large, chúng ta có trạng từ largement. Ở đây chúng ta không có phát âm ký tự O. Largement. Largement là một cách rộng rãi. Và trạng từ này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là rộng với ý nghĩa cụ thể. Elle ouvre largement les deux battants. Battants là cái cánh cửa của một cái cửa. Cô ta mở to hai cái cánh cửa ra. Les yeux largement ouverts, đôi mắt mở to. Les bras largement ouverts, và đôi tay mở rộng. Để chúng ta thấy largement này có nghĩa là một cách cụ thể. Đôi mắt mở to ra, cánh cửa mở to ra, đôi cánh tay dang rộng ra. Tuy nhiên largement có thể có một nghĩa trừu tượng. Payer quelqu'un largement, trả tiền cho ai một cách rộng rãi. Có những người họ thuê mướn nhân công, họ trả tiền một cách rộng rãi. Payez quelqu'un largement. Vous aurez largement de temps. Bạn sẽ có dư giả thời gian. Largement là rộng rãi thời gian. Être largement battu. Être battu là bị đánh bại. Đánh bại với một tỷ số cách biệt, với một tỷ số lớn. Être largement battu. L'équipe de France s'impose largement. L'équipe de France là một đội tuyển của Pháp. Có thể là bóng đá, có thể là bóng rổ, có thể là bóng chuyền. Đội tuyển của Pháp đã thắng một cách áp đảo s'impose largement. Vậy trong phần thứ hai này chúng ta thấy largement mang nghĩa là trừu tượng. Ở trong phần thứ nhất chúng ta thấy largement mang nghĩa là cụ thể, mở to ra. Từ tính từ large chúng ta có động từ élargir, đây là ngoài động từ trực tiếp, mở rộng ra. Người ta sẽ mở rộng con đường này. On va élargir cette rue. Như vậy chúng ta vừa coi tính từ, trạng từ và động từ. Và sau đây chúng ta sẽ có một số danh từ liên quan tới tính từ large. La largeur là bề rộng. La largeur d'une table, bề rộng của một cái bàn. La largeur d'un rectangle, bề rộng của một hình chữ nhật. Cette maison fait 12 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Căn nhà này thì có 12 mét chiều dài và 10 mét chiều rộng. 12 mét de longueur. Longueur chúng ta đã học trong bài trước là chiều dài. Và largeur chúng ta học trong bài này là chiều rộng. Như vậy chúng ta thấy long trở thành danh từ là longueur. Còn large đổi thành danh từ là largeur. Longueur, largeur. Người ấy đã mua một cái giường rộng 1m8. Il a acheté un lit large de 1m80. Và chúng ta cũng thấy là đứng giữa tính từ large và một con số thì phải có giới từ the. Đó là chiều rộng, la largeur. Chúng ta có danh từ l'élargissement. L'élargissement là danh từ xuất phát từ động từ élargir. Chúng ta coi động từ élargir ở trong mục số 3 là mở rộng. Như vậy, l'élargissement là sự mở rộng. Les travaux d'élargissement d'une rue. Các cái công việc mở rộng một con đường. Và số 6 chúng ta có một danh từ khác, le large.
Le large này là ngoài biển khơi. Ví dụ, gagner le large là ra khơi. Le vent du large, gió biển, là gió từ biển thổi vào. Thì ngược lại với gió đất là vent de terre. Au large de Cherbourg, Cherbourg là một thành phố ở miền Normandy. Chúng ta thấy là đây là một cái mỏm ở miền Normandy. Và thành phố Cherbourg nằm ngay sát biển Manche và ngoài khơi. Nếu chúng ta nói là ngoài khơi của thành phố Cherbourg đang có một cuộc đua thuyền chẳng hạn, hay là ngoài khơi của Cherbourg chúng ta thấy có những cái cuộc thi đua gì đó, thì là chúng ta dùng au large de, với ý nghĩa là ở biển khơi, au large de Cherbourg. Và sau cùng chúng ta có danh từ la largesse. Ở trên chúng ta có danh từ la largeur là chiều rộng, bề rộng. Còn la largesse là lòng quảng đại, đồng nghĩa với danh từ la générosité. Donner avec largesse, cho, tặng ai với cái gì, với cái sự rộng rãi, cho một cách rộng rãi. Profiter de la largesse de quelqu'un. La largesse de quelqu'un là lòng tốt của ai, lòng quảng đại của ai, và chúng ta lợi dụng lòng tốt, lợi dụng lòng quảng đại của ai đó. Thì như vậy chúng ta vừa coi một số các từ đồng nghĩa với large. Trước hết chúng ta có tính từ large, rồi có trạm từ largement. Sau đó chúng ta có động từ élargir là mở rộng. Và các danh từ la largeur, bề rộng. Danh từ l'élargissement là sự mở rộng. Danh từ le large là ngoài biển khơi. Và sau đây chúng ta làm một số câu liên quan tới tính từ large. Phần tập đặt câu, chiều rộng của cái cửa này là bao nhiêu vậy? Chiều rộng chúng ta coi bên trên là la largeur. Quelle est la largeur de cette porte? Quelle est la largeur de cette porte? Căn nhà này chỉ rộng có 3 mét, tức là bề ngang của nó chỉ có 3 mét. Cette maison n'a que, chỉ có, na cờ là chỉ có 3 mètres de largeur. Căn nhà này chỉ rộng có 3 mét. Như vậy trong hai câu trên chúng ta đã dùng danh từ largeur là chiều rộng. Cette maison. Và tới câu số 3, nếu các bạn tới Nha Trang thì hãy khám phá những hòn đảo đẹp ở ngoài khơi của thành phố này. Nếu các bạn đến Nha Trang, si vous venez à Nha Trang, si vous venez à Nha Trang, các bạn hãy khám phá. Khám phá là động từ découvrir, các bạn hãy khám phá découvrir les îles. Découvrir, đây là thầy mệnh lệnh cách, các bạn hãy khám phá découvrir les îles. Île này là y accent circonflexe. Découvrir les îles, ở ngoài khơi của thành phố này, ở ngoài khơi của thành phố Nha Trang có những cái hòn đảo lớn và có một số hòn đảo nhỏ đó. Les îles, les belles îles, những hòn đảo đẹp, les belles îles. Ở ngoài khơi của thành phố này, au large de cette ville. Si vous venez à Nha Trang, découvrez les belles îles au large de cette ville. Chúng ta sẽ có rộng rãi thời gian để tham quan thành phố xinh đẹp này. Chúng ta sẽ có nous aurons largement de. Có rộng rãi thời gian, nous aurons largement le temps để tham quan thành phố xinh đẹp này, de visiter cette belle ville. Chúng ta thấy ở trong câu tiếng Việt là có chữ để là cái mục đích, nhưng mà trong tiếng Pháp người ta chỉ dùng le temps de visiter. Nous aurons largement le temps de visiter cette belle ville. Chẳng hạn chúng ta có nhiều thời gian, rộng rãi thời gian để có thể nói chuyện với nhau.
nous aurons largement le temps de converser. Như vậy là chúng ta thấy với để thể hiện cái chữ để ở trong tiếng Việt Nam chúng ta dùng dưới từ the. Và câu số 5, con đường này sẽ được mở rộng từ 10m lên 30m. Con đường này cette rue sera élargie. Sera élargie, con đường này sẽ được mở rộng. Cette rue sera élargie, từ 10m de 10 mètres à 30 mètres. Như vậy chúng ta thấy de à là mở rộng từ cái chiều rộng cũ lên tới chiều rộng mới là 30 mét, từ 10 lên tới 30 mét. Câu số 6, nếu các bạn thích tham quan các viện bảo tàng thì ở Paris các bạn tha hồ mà tham quan. Nếu các bạn thích tham quan, si vous aimez. Nếu các bạn si vous aimez les musées, ở đây chúng ta chỉ dùng danh từ thôi. Nếu các bạn thích các viện bảo tàng, trong tiếng Việt chúng ta thêm động từ vào. Nếu các bạn thích tham quan các viện bảo tàng, si vous aimez les musées, thì làm sao? Il y a largement de quoi faire à Paris. Si vous aimez les musées, il y a largement de quoi faire à Paris. Nếu các bạn thích các cái viện bảo tàng, thì ở Paris các bạn có rộng rãi, các bạn có rất nhiều những việc phải làm, tức là những việc để mà tham quan. Câu số 7, anh ấy đã được thưởng lớn. Thưởng là động từ récompense, thì chúng ta có hai cách làm. Có thể làm theo nghĩa thụ động, anh ấy đã được thưởng lớn, hoặc là dùng theo nghĩa chủ động, người ấy đã thưởng nhiều cho anh ấy. On l'a largement récompensé. On l'a largement récompensé. Hoặc là anh ta đã được thưởng lớn. Il a été largement récompensé. Il a été largement récompensé. Như vậy qua một số các cái câu tập hợp câu trên chúng ta đã học. Thứ nhất là chiều rộng. Il est la largeur de cette porte. Chúng ta dùng danh từ là largeur. Câu số 2 cũng dùng danh từ la largeur. Căn nhà này chỉ rộng có 3 mét. Cette maison n'a que 3 mètres de largeur. Và đừng quên giới từ de. Và chúng ta kế tiếp dùng large ý nghĩa là ngoài khơi. Si vous venez à Nha Trang, découvrez les belles îles au large de cette ville. Ở ngoài khơi của thành phố này. Chúng ta sẽ có rộng rãi thời gian. Chúng ta dùng trạm từ largement. Nous aurons largement le temps de visiter cette belle ville. Largement này có nghĩa là một cách nhiều, dư giả. Con đường này sẽ được mở rộng. Chúng ta dùng động từ élargir. Cette rue sera élargie de 10 mètres à 30 mètres. Mở rộng. Nếu các bạn thích tham quan thì bạn có nhiều chuyện để tham quan ở Paris. Si vous aimez les musées, il y a largement de quoi faire à Paris. Và câu cuối cũng là trạm từ largement, là một cách rộng rãi. On l'a largement récompensé, người ta đã thưởng nhiều cho anh ấy, hoặc anh ấy đã được thưởng nhiều. Il a été largement récompensé. Trong bài này chúng ta vừa học một số từ ngữ đồng nghĩa với tính từ large. Xin chào tất cả mọi người.